Dạ con xin chào mừng tất cả quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì những ngày cuối năm ai cũng tất bật bận rộn hết cô chú. Thì quý cô chú cũng giữ gìn sức khỏe để mình đón năm mới. Thì hôm nay con tiếp tục quay trở lại vườn của chị Huy, bonsai cây cảnh Huy Hoàng, để giới thiệu đến quý cô chú một cái số cây bonsai mới của vườn chị luôn. Thì hôm nay cũng đa dạng các loại. Cũng rất cảm ơn quý cô chú đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh cũng như ủng hộ nhà vườn trong suốt thời gian vừa qua. Thì con mời quý cô chú cùng gặp lại chị Huy để mình giao lưu ha. Dạ em chào chị Huy ơi. Dạ em chào anh Khánh. Em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây ạ. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em sẽ tiếp tục lên clip mới để giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị là mã Y ha. Mã này là mã 1Y ạ. Dạ. Này, số điện thoại của em là 0939 081 082 ha cô chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo của em ạ. Này. Dạ rồi, hôm nay có ổi, có mận ha chị ha. Dạ, đây một là một cây mận Hoàng Yến ha anh. À, mận Hoàng Yến ha chị ha. Dạ. Dạ rồi. Cây này mận Hoàng Yến ha, cây này là cây ghép hết cô chú anh chị. Đó. Dạ. Cái gốc thì mận xưa của mình nó ghép ba bo Hoàng Yến. Cây tụi em đã vô dây hoàn thiện hết rồi. Những cái cây mận Hoàng Yến này nè nó rất là dễ cho trái luôn á cô chú anh chị ơi. Cây mận Hoàng Yến như thế này đây là tầm khoảng tháng 2 tháng 3 ha là nó sẽ cho trái á. Em xin phép đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 75. Tán ngang em đo qua bên đây là được 75 luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Này, cây phơm tạng ấm hết, tụi em đã vô dây hoàn thiện cho mình hết rồi. Rồi, em này, đo cái thân ạ. Này mình nó cho dài chồm trái nữa chị ha, treo dạ. Nhìn rất là đẹp cô chú. Cái hoành thân là được 28. Dạ, 28. Cô chú anh chị nào mà không biết mận Hoàng Yến liên hệ với em để em gỡ hình ảnh cái trái mận Hoàng Yến cho cô chú anh chị xem ha. Trái nó đỏ mà nó chùm này nè cô chú anh chị ơi, rất là dễ cho trái luôn. Dạ rồi, cây này giá sao đây chị? Dạ cây này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2,4 triệu. Dạ. 2,4 triệu em bao ship toàn quốc và em không có ship chậu hết cô chú anh chị. Em đo cái đường kính chậu cho cô chú anh chị biết độ lớn của cây ha, cây hiện nằm ở chậu 5 hết cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. À. Dạ rồi. Mạnh rồi, Hoàng Yến theo cô chú. Rồi tiếp tục là một cây ổi của cô chú ơi, một cây ổi. Dạ, đây là một cây ổi tàu hả cô chú ổi tàu. Chị? Này cây nó đang có bông có trái luôn, trái này nó chín này nè cô chú anh chị. Cái trái chín nó vậy đó hả chị? Dạ, à, ổi tàu đó mà trái nó lớn như thế đó đó. Rồi trái này ăn được luôn nè cô chú. Chín dạ. Luôn rồi. Rồi mình cây này thì phơm tàn ấm mịn, tụi em cũng đã lặt lá để làm hoa làm trái hết rồi hả cô chú anh chị, ngắt đọt á. Cây có chiều cao lên đây là được 47, có tán ngang là được 52. Này. Tổng tán dài em đo như thế này đây là được 85 hết cô chú anh chị. Dạ. Này, ở bên đây thì nó còn nhiều trái nhỏ nhỏ nữa nè cô chú anh chị. Đó. Em ngắt đọt mua hổm mà nên giờ nó có trái lai gai ha. Em đo ở hoành thân ạ. Dạ hoành thân cây là được 25 hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Đây là một cây ổi tàu siêu trái mã 2Y ha. Ôi rồi, nó rụng luôn rồi. Rồi trái ơi. Nó chín nó rụng luôn. Rồi. Dạ cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1,9 triệu hết cô chú anh chị. 1,9 triệu là em bao ship cho mình luôn. Đó, và em cũng không có ship chậu ha. Em cũng rút chậu bó bầu đi. Trái nãy nó chín nó rụng luôn rồi đó cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ rồi. Trái nó cũng khá to ha cô chú, ăn dạ. Thơm lắm. Em rồi, xuống cây luôn. 1,9 triệu với cô chú ơi, một cây ổi tàu già, trai cành lớn. Dạ, tiếp theo là mã 3Y. Đây là một dạ. Cây kim quýt ạ. Cây này cây ghim không có ghép nha cô chú anh chị. Rồi, cây đi luôn hả chị ạ? Nó già lắm, nó có một cái cũ. Cũ quái. Rồi, cây này vậy cô chú anh chị sang vô một cái chậu đẹp á, mình để trên bàn chơi cũng được đó nè. Cái tàn rất là mạnh ha cô chú. Dạ cây có chiều cao lên đây là 25. Có tán dạ em đo từ đây qua đây là được 45. Em đo ngay cái cũ ha. Cái cũ là được 18 nha cô chú anh chị. Rồi. Này. Rồi phơm tàn ấm mịn luôn, tụi em đã vô dây hoàn thiện cho mình luôn. Mã này là mã 3Y hết cô chú anh chị. Cây kim quýt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1,2 triệu. Dạ. 1,2 triệu em bao ship và em không có ship chậu ha. Cây kim quýt mà nuôi được cái vàng xương vàng tàn ha như thế này đây là cũng cần thời gian lắm cô chú anh chị ơi. Kim quýt nó lâu lớn như lắm luôn ạ. Rồi mình nó trơn héo cô chú. Dạ. Cũ quái luôn. Rồi em xuống cây luôn ạ. Đổi giúp em luôn. Cái nào cô chú anh chị không rõ thì liên hệ số điện thoại của em ha. Số là 0939 081 082, số đó cũng là số Zalo của em á để dạ. Em chụp hình cung cấp thêm hình ảnh cho cô chú anh chị ạ. Dạ tiếp theo là mã 4Y. 4Y đây là một cây me chua hết cô chú anh chị. Rồi. Cây này tụi em vô nhiều nước dây lắm rồi. Tàn nó cũng ấm mịn luôn rồi. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 34. Mà nó tàn quá mịn luôn. Tán ngang là được 45.
Dạ, tổng tán dài là được 60. Cây này là già lắm á cô chú anh chị. Những cây me như thế này đây là nó đã cho trái hết rồi cô chú anh chị ơi. Về mình trồng vô chậu nó đủ sức nó sẽ tiếp tục cho trái nha. Em đo cái hoành thân nha, chỗ này là được 23 á cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây me cái dáng nó rất là quái luôn. Mã này là mã 40 ha. Cây me này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.800.000 đấy cô chú anh chị. Trời, đường thân rất là quái của chỗ cây, này. Cây thân quái nè, cốt lớn, tàn ấm mịn luôn. Rồi. Rồi 40 một cây me 1.800.000 à. Rồi em xuống cây luôn ha. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Rồi mình có seri luôn. Dạ, à, tiếp theo là mã 50. 50 là em có seri ha cô chú anh chị. Đây là cây seri miền Tây á. Nó cho trái ăn chua chua ngọt ngọt đó cô chú anh chị. Đây. Rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 36. Có cái tán ngang là được 45 ha cô chú anh chị. Cây dạ. Này dáng chụp tàn dù. Tụi em cũng đã điểm dây hoàn thiện hết rồi. Cái bông seri á nó giống như cái bông hồng ngọc mai vậy đó cô chú anh chị. Đó. Dạ, hoành thân cây là được 22. Đây. Dạ, mã này là mã 5Y ha. Cây seri này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.1 triệu ha. 1.1 triệu là em bao ship luôn ha cô chú anh chị. Đây, bao ship và em không có ship chậu ha. Cho phép em rút chậu bó bầu đi ạ. Dạ rồi. Cây nó thuần lâu lắm rồi cô chú anh chị. Tay cành cũng khá lớn hết trơn rồi nè. Dạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo là mã 6Y. Rồi, khế. Bữa nay em có cây ăn trái nhiều lắm đó cô chú anh chị. Đó, mã này là mã 6Y ha. Khế này là khế Nhật. Đây, khế dạ. Là cũng thuần chậu đang trái luôn đó cô chú anh chị. Để em sang dầm nó đi rồi em đo thông số cho cô chú anh chị ha. Nó nguyên một cái củ cái gốc nè. Nó liền lạc hết trơn luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 42. Cây lùng mập quái ha cô chú. Này. Có tán ngang là được 50. Em đo cái hoành ngay chỗ này đi hả cô chú anh chị là được 34 nè. Dạ rồi. Đó, nguyên một cái củ rất là to luôn á cô chú anh chị, liền lạc hết, không có lỗi gì hết. Hai cái bo ghép thì nó cũng đã lớn rồi. Đang trái nè cô chú anh chị, đó, trái dạ. Khế Nhật ha. Nó còn lớn lên rất là nhiều luôn á, mình ăn vô là nó chua dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Dạ mã rồi. Này là mã 6Y ha. Cây khế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. 1 triệu thôi hả chị? Dạ, cây triệu. To quá chú. Em bao ship luôn á cô chú anh chị. Cây thân rất là độc đáo quá chú. Rồi em xuống cây ạ. Dạ. À, so với những cái dòng khác thì bonsai cây ăn trái nó cũng có nhiều cái lợi thế ha cô chú. Mình vừa chơi bông chữa trái luôn mà mình có thể ăn được luôn. Dạ, rồi, tiếp theo là mã 7Y, cũng là một cây khế nữa cô chú anh chị ơi. Cây này dáng nằm rất là đẹp luôn nè. Những cái bo là nó đã lớn luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 50. Có tán dài là được 56. Dạ. Cây này thân to á cô chú anh chị. Dạ, hoành thân là được 29. Rồi, à. 29. Cây này em đo hoành đế là được 45 hả cô chú anh chị. Nó nằm nằm. Cây này một à. Một bo một thôi hả chị ha, nhưng dạ. Mà một bo nó rất là lớn một bo chứ. Một cái bo nó cỡ 10 luôn á. Rồi, cái bo nó lớn lắm mà cái tàn nó ấm mịn như gì là ghép lâu lắm hả cô chú anh chị. Đây. Dạ, mã này là mã 7Y nha. Cây khế này có giá 1.2 triệu em bao ship hả cô chú anh chị. Dạ. 1.2 triệu em bao ship. Cây tàn ấm mịn hết rồi cô chú anh chị ơi. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Rồi. Dạ, tiếp theo là mã 8Y á cô chú anh chị. 8Y nguyệt quế lá sắn hoa chùm hả cô chú anh chị. Đó. Cây này thần chậu lâu lắm luôn rồi ạ. À. Một cây nguyệt quế già, bonsai lùng lực với cô chú ha, tay cành nè. Rồi để em đo thông mập, số ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 49. Cây này đẹp quá cô chú ơi. À. Tổng tán dài em đo qua đây là được 80 hả cô chú anh chị. Cây cái cốt nó lớn, thân nó già lắm luôn ạ. À. Dạ, hoành thân là được 32. Đó, dạ rồi, 32. Cây có đế luôn nè cô chú anh chị, mặt nào cũng đế hết ha. Tay cành lớn hết luôn. Cây này về sang chậu đẹp, cây đẹp lắm đó cô chú anh chị. Mã này là mã 8Y ha. Cây nguyệt quế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2.8 triệu. 2.8 triệu em bao ship và em không có ship chậu ha. Dạ. Cây nó có bị chấp da đây nè cô chú anh chị ơi. Đó, chấp da ha. Tụi em đã xử lý hết rồi. Dạ rồi. Cây nó có bị gì em đã nói cho cô chú anh chị gõ hết ha. Đây, cây là cái hoành cái cốt ngay chỗ này là cỡ 8 á cô chú anh chị, lớn lắm, tụi em điểm nhiều nước dây rồi ha. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cái tay này nuôi cũng mấy năm á cô chú. Dạ, cái nào mà không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em Zalo của cô chú anh chị để em chụp hình hỗ trợ thêm ha. Dạ, tiếp theo nã này là mã 9Y, cũng là một cây nguyệt quế luôn á cô chú anh chị. Dạ. Cây này lá nó vàng vàng là nó hết phân rồi cô chú anh chị. Đó. Rồi để em đo thông số ha, cũng là lùng lực luôn. Cây này với cây 8Y giống nhau lắm đó cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 49. Form lùng lực, tay cành lớn. Có tán dài là được 85.
em đo cái hoành thăng ha. Dạ hoành thăng em đo ngay đây là được 30. Dạ rồi. Để em đo sát cái hoành đế dưới đây nè. Dạ em đo ở dưới đây là được 44 đó cô chú anh chị. Đó. Cây xuống dưới đây là đế đều luôn, mặt nào nó cũng có đế hết. Mã này là mã chính y ha. Cây nguyệt quế này cũng có giá là 2,8 triệu luôn hết cô chú anh chị. Đó, 2,8 triệu luôn. Trời. Cây nào cốt cạnh nó cũng lớn hết trơn luôn. Những cây nguyệt quế này về nhà cô chú anh chị có thể làm hoa ha. Làm hoa để cho nó có hoa thơm, rất là thơm luôn. Cây này nó cũng có bị chấp da ngay chỗ này nhẹ anh ha cô chú anh chị. Đây nè, đó. À, cái đường cũng nhỏ chị ha. Dạ bằng ngón tay của em. Rồi. Đó, em để cho cô chú anh chị gõ ha. Mã này là mã chính y hết cô chú anh chị. Rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp tục luôn. Còn hôm nay cây to to không hả chị? Dạ. Đây. Dạ tiếp theo là okay, mã 10 y. Mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy trung nu á anh. Dạ, đó, cây này một cốt mà tay những cái tay nuôi lâu lắm luôn á nên nó lớn lắm luôn. Và thân thì nó nu từ gốc lên tới ngọn luôn. Em xin phép đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây là được 90. Dạ tán ngang là được 52 hết cô chú anh chị. Những cây mai chiếu thủy này là tụi em đã làm hoa Tết đó cô chú anh chị. Ngay Tết là nó nở gực hết trơn, nguyên một cây màu trắng thơm lắm luôn cô chú anh chị ơi. Trời. Đó, bông mai chiếu thủy thì màu trắng và rất là thơm ha. Em đo cái hoành thân nha cô chú anh chị. Này, đo ngay đây đi. Dạ em đo ngay đây là được 20 hết cô chú anh chị. Này nó còn đế dưới đây lớn lắm nè cô chú anh chị ơi. Đó, đế đều luôn. Yeah. Đó, cốt nè cô chú anh chị tham khảo giùm em ha. Là lớn lắm nè, nuôi lâu lắm, nó không còn kẽm gì hết luôn. Thân nó già từ gốc lên tới trên ngọn luôn. Mã này là mã 10 y hết cô chú anh chị. Cây mai chiếu thủy này em giao lưu với cô chú anh chị 950.000 em bao ship ạ. À. Yeah. Cây này già nuôi lâu lắm cô chú anh chị, phơm tàn ấm mịn. Nói chung là một cây hoàn chỉnh rồi chị ha, không còn dây gì hết. Mà cái này rồi, đóng cái thùng cũng to mà. Lắm nghe quý cô chú. Cây này ship nhiều tiền lắm luôn. Chiều cao nó tới 90 lần tính luôn cái bầu là cả mét hơn. Dạ rồi. Tiếp theo là mã 11 y cũng là mai chiếu thủy trung nu á cô chú anh chị. Đó, cây này cũng một cốt mà dáng nhìn rất là quái ha. Lên đây nó chia ra hai thân giống như là mẫu tử vậy đó. Mẫu tử. Rồi. Cây có chiều cao lên đây cũng là 90 luôn á cô chú anh chị. Cây này nhìn rất là dễ thương nha quý cô chú. Dạ. Duyên dáng. Cây này có tán ngang em đo như thế này đây là được 52. Dạ. Cây nó không có bị lỗi gì hết, rất là liền lạc luôn. Hoành thân là được ngay 22, em tính 21 luôn ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Duyên cây, dáng thành phẩm. Cây nào cũng nói chung là hoa là bao hoa với cô chú anh chị ha. Tay cành là ấm mịn luôn. Hoa là hết luôn rồi đó. Những cây này là em làm qua Tết á nên là ngay Tết là nó sẽ nở nhiều hơn bây giờ lắm luôn hết cô chú anh chị. Mã này mã 11 y hết cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng em bao ship luôn. 1 triệu thôi cô chú ơi. Dạ. Cây đẹp lắm, thay cái chậu đẹp là mình trưng nè. Em xuống cây luôn. Chơi một cô cặp. Chú anh chị mà mua một cặp thì em sẽ bớt tiền lại cho mình ha. Cặp tương xứng nè. Cây này cũng na ná giống như cây đó vậy đó mà nó khác tí ha. Dạ, tiếp theo là mã 12 y cũng là mai chiếu thủy trung nu của cô chú anh chị. Đó. Bữa nay lô này là lô cây lớn ấy cô chú anh chị. Đó. Và tàn là ấm như lắm luôn ạ. Dạ. Cây em đo thông số ha. Cây này thì nó cao lên đây là được 82. Tàn nó mướt và mịn luôn cô chú ha. Tán ngang là được 52. Cái này cũng hai thân này cũng mẫu tử luôn á cô chú anh chị. Em đo tổng hai thân đi ạ. Tổng hai thân là được 31 hết cô chú anh chị. Đo cái thân nhỏ nè. Cái thân nhỏ là được 13 ạ. Rồi. Thân lớn khoảng 15. 16. Dạ. Mã 12 y ha. Cây này thì cũng có giá 1 triệu luôn á cô chú anh chị. Đó. Cái này về mình trồng ra cái chậu đẹp á nó sẽ đẹp hơn ha. Cái chậu này em trồng lâu rồi cái nó hơi hết phân á, cái đế nó bị xuống đây nè cô chú anh chị có thể không nhìn thấy rõ được. Cô chú anh chị về cứ sang chậu cho em là cây nó rất là đẹp luôn. Dạ, đúng dáng mẫu tử luôn chị ha. Dạ. Mẹ ôm con luôn đó quý cô chú ơi. Rồi em xuống rồi, cây luôn ạ. Đổi luôn mà cây thành phẩm nha cô chú, không dây không gì hết. Dạ, tiếp theo đó. Là mã 13 cũng là mai chiếu thủy á cô chú anh chị. Đó. Này thì nguyên cụm rừng. Rồi, cụm rừng đặc. Chung một bể luôn. Cây này thì có chiều cao lên đây là được 82 hết cô chú anh chị. Đây. Có cái tán ngang là được 54. Cụm rừng này cũng đẹp dễ thương lắm. Cái lô cây này là em lựa không á cô chú anh chị ơi. Lựa dạ. Từ thân ha. Thân cốt tay cành gì đều rất là ấm mịn luôn. Dạ tổng ba thân ở đây là được 37 hết cô chú anh chị. Dạ đó, rồi. Cụm rừng mai chiếu thủy ha. Dạ cây này thì 950.000 đi hết cô chú anh chị. Mã 13 y ha. Cây này rất là đẹp nha. Tay dạ. Cành gì nó đều với nhau mà hoa thì nó cũng nhiều luôn. Cốt lớn già cây, nói chung là già cây lắm. Về cô chú anh chị sang chậu cho em đi, em bao với cô chú anh chị là cây rất là đẹp và hoa là nhiều luôn, ngay Tết hết luôn ạ. Dạ. 950 chị ha. Dạ. Rồi em dạ rồi. Cây luôn. Cô chú yêu mến ủng hộ nhà vườn hết cô chú. Dạ.
Dạ, tiếp theo là mã 14 y hả cô chú anh chị. Dạ. Đây là linh sam ha. Bữa nay thì em đã lặt lá để cho nó có 2 ngày Tết hả cô chú anh chị. Này, đây là linh sam song hình ạ. Rồi để em xây một vòng em đo thông số cho. Cây này thì em trồng vô một cái chùm rồi hả cô chú anh chị. Về mình có thể để gì mình chơi cũng được rồi nè. Rồi em đo tổng cái hoành đế ở đây đi. Dạ, tổng hoành đế em đo ngay đây là được 34 hả cô chú anh chị. 34. Dạ, tán dài là được 50. Này, linh sam song hình, mã này là mã 14 y ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1 triệu đồng hết cô chú anh chị. Cây này già lắm đó cô chú anh chị ơi, nguyên một cái dàn xương nó rất là ẩm mịn luôn nè. Cây liền lạc nha cô chú, tại vì nuôi cây con cho nên bộ đế nè, bộ đế nguyên thủy luôn. Cái chùm này là chùm xưa á. Chùm xưa luôn hả chị? Dạ, chùm xưa cũng mắc tiền á cô chú anh chị. Đó. Mã này là mã 14 y ha. 1 triệu đồng em bao ship ạ. Dạ, 1 triệu thôi cô chú ơi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 15 y. Đây là mai chiếu thủy song hình đó cô chú anh chị. Ồ, cây này nó nhỏ mà cái dàn xương quá trời luôn. Sam song hình chị ha. Dạ, linh sam song hình. Mai chiếu thủy song hình luôn hả? Rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 30. Rồi, phong tàn thiên nhiên. Có tán dài là được 62, có tán ngang là được 34. Linh sam song hình nha cô chú anh chị. Rồi. Em xin lỗi ha, nãy em cây, nói lộn. Liên lạc luôn với chú ha. Dạ rồi, hoành thân là được 11 hả cô chú anh chị. Cây cốt lớn lắm nè cô chú anh chị ơi. Mã này là mã 15 y ha. Cây linh sam này em bán 550 ngàn, em bao ship đó cô chú anh chị. Rồi, 550 thôi hả chị? Dạ, 550 bao ship và không ship lạc. Chậu. Con cây cành phóng hả cô chú? Có cành phóng xa xa. Cây này già dữ lắm đúng không cô chú anh chị? Rồi, 550. Rồi, em xuống cây luôn. Dạ, tiếp theo là mã 16 y, cũng là linh sam song hình ha. Cây này giống như cây vắng bài á. Về sang vô cái chậu mini để trên bàn cô chú anh chị ơi. Em đã lặt lá hết cho mình nè. Cây có chiều cao lên đây là được 17, có tán ngang là được 28. Này, cây này thân nhỏ mà già cây với cô chú anh chị, hoành thân là được 10 ha. Có đế nơm nè. 16 y 400 ngàn em bao ship hả cô chú anh chị. Dạ, 400 thôi hả chị? Dạ, 400. Cây rất là đẹp của cô chú. Em bao ship luôn, cốt lớn lắm rồi nè cô chú anh chị. Đó, cây nó nhỏ nhưng mà nó già lắm luôn á. Cây cành 1, cành 2, cành phong, cái ngọn. Nói chung là chơi theo kiểu cây bài của chú. Dạ, vô. Rồi 400 bao ép ship. Ép cái chậu luôn. Đẹp là đẹp thôi. Rồi 17 y ha, cây này cũng 400 bao ship có chậu luôn nè cô chú anh chị. Cây này thì đã vô chậu hoàn thiện rồi, về cứ để gì là chơi thôi ạ. Tới nhất trụ luôn nè cô chú. Cây có chiều cao lên đây là được 18, có tán ngang là được 24 á cô chú anh chị. Này. Dạ, hoành thân là được 8 ha, có nguyên cái bộ đế nơm nơm lên gì nè. Cây này độc cái đáo này, khác biệt. Không có mặt cắt luôn á cô chú anh chị. Dạ, ở giữa này là không mặt cắt luôn. Dạ, bích hơn luôn. Khốc lớn lắm luôn á. Rồi 17 y ha, 400 ngàn em bao ship luôn. Cây này độc đáo lắm cô chú. Ship cả chậu hết cô chú anh chị. Tặng luôn cái chậu này hả chị? Dạ. Rồi. Tiếp rồi tiếp luôn. Theo là mã 18 y hả cô chú anh chị, mấy cái ổi tàu ha. Ổi tàu mà em đã vô chậu cho mình hết rồi, về cô chú anh chị cứ để gì chăm nước cho em thôi ha. Rồi khi mà đọt lá nó ra thì mình cắt đọt để mình làm trái làm bông ha cô chú anh chị, có bông mà có trái. Cây có chiều cao lên đây là 30. Có cái tán ngang là được 40. Ở ổi tàu sửa thân không có cô chú anh chị ơi, hoành thân là được 11 ha. Dạ. Đây, cây này là mã 18 y ha. Cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800 ngàn em bao ship, ship chậu luôn đó cô chú anh chị. Rồi, 800, cây khá to nha cô chú. Cây thân to. Lớn nè, sửa thân, lượng thân lắc lượng, phơm tàn ấm mịn luôn, 800 bao ship, ship cả chậu ạ. Dạ rồi, đổi luôn. Cây. Dạ rồi. Tiếp theo là mã 19 y ha. Cây này cũng là 800 ngàn em bao ship luôn hết cô chú anh chị. Mua một cặp em bớt cho mình 100 ngàn nữa. Dạ. Những cây này về cô chú anh chị chỉ cần chăm nước thôi, không có làm gì nhiều đâu hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 27, có cái tán ngang là được 40. Dạ, hoành thân là được 9 hết cô chú anh chị. À, cây sữa thân, cái này sữa thân rất là gắt luôn ha. Mã 19 đi, 800 ngàn em bao ship, ship chậu cho mình luôn. Hỏi tàu của cô chú anh chị. Dạ rồi, luôn rồi. Chậu luôn cô chú ơi. Rồi em xuống cây ha. Rồi tiếp tục luôn. Dạ, tiếp theo là mã 20 y với cô chú anh chị. Đây, cây này 750 thôi cô chú anh chị ơi. Cây này cũng to đó chị ha. Dạ, mà quá bác, to luôn. 750. 750 thôi. Dạ. Luôn chậu luôn nha quý cô chú. Cây có chiều cao lên đây là được 32. Quý cô chú thấy có cái trái đó. Có cái tán dài đây là được 42. Cây có hoành thân là được 12, cây này to lắm nè cô chú anh chị. Đây. 20 y 750 ngàn em bao ship nha cô chú anh chị, luôn cả chậu cho mình luôn ha. Dạ. Đó. Rồi, 750 thôi cô chú. Mấy cây bonsai ăn trái mà nó nhỏ nhỏ mình ép vô chậu mà nó cho rồi. Trái nhìn thích mắt lắm. Dạ, tiếp theo là mã 21 y thấy cô chú anh chị, một cây sâm hương Đài Loan. Đó. Cây này cây vắng đổ á, cây này hôm bữa em có lên mà chưa được giá nên hôm nay em giao lưu tiếp nữa cô chú anh chị ơi. Dạ. Đó, cây này
1,5 triệu em bao ship chậu luôn hết cô chú anh chị. Này, đo tán ngang đi, tán ngang là được 31. Tổng cái tầng đổ xuống đây em đo như thế này, đây là được 59 nha cô chú anh chị. Này, dạ hoành thăng em đo ngay đây nghe cô chú anh chị, được 22 ha. Tổng hoành đế là được 54. Cây sâm hương Đài Loan này giá 1,5 triệu em bao ship và ship cả chậu cho mình luôn. Cô chú anh chị nào không lấy chậu em sẽ bớt tiền lại cho mình ha. Cây đổ ôm chậu nuôi cũng lâu lắm mới được cây như thế này đây hết cô chú anh chị. Giá đã bao ship và bao chậu luôn, chỉ có 1,5 triệu thôi. Đó, sâm hương Đài Loan lá thơm lắm. Đây cũng là mã clip của bonsai Huy Hoàng nhà em ha. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã xem clip nhà em và mua cây ủng hộ em ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Lục Tỉnh Miền Tây vào những clip sắp tới. Em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào chị luôn ha. Quý cô chú yêu mến nhớ ủng hộ nhà vườn heo chú, cũng như đăng ký kênh ủng hộ kênh để tiếp tục giao lưu. Và xin chân thành cảm ơn quý cô chú và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.